Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món ếch xào măng chua nhé. Để chuẩn bị cho món này thì các bạn chuẩn bị cho mình 1 kg ếch này, các bạn làm sạch sẽ cho mình nhé. Sau đó thì mình sẽ chặt ra thành từng khúc. Và măng chua các bạn chuẩn bị cho mình 500g nhé. Để măng chua chút nữa mình sẽ đi luộc lại để cho hết cái nước chua các bạn ạ. Và không thể thiếu tỏi và hành, các bạn băm lá lốt, hành lá và một chút bột nghệ hoặc là nước nghệ các bạn nhé. Đây là nghệ tươi mình giã, mình lấy nước thì nó, và các bạn có thể, sau đó thì mình sẽ chuẩn bị các gia vị khác. Trước tiên thì các bạn sẽ băm cho mình phần hành thơm và tỏi, các bạn đập dập ra cho mình, sau đó thì mình sẽ băm nhỏ nhé. Hành thơm và tỏi các bạn băm nhỏ ra cho mình và mình cho vào đĩa nhé. Sau đó mình sẽ phi thơm lên. Lá lốt các bạn thái ra cho mình nhé, rửa sạch và mình thái dài ra to. Độ chục cái lá lốt là được các bạn ạ. Hành lá các bạn cũng thái dài to nhé, dài ra. Đây, phần cẳng này các bạn có thể cắt làm đôi ra nhé. Ếch thì mình sẽ cắt thành từng khúc các bạn nhé. Đây là cái đùi ếch này, các bạn chia ra làm đôi cho mình nhé. Mình mà cắt ngắn như thế này thì sau lại sợ ngắn quá, hay thôi để rồi. Mình cắt như thế này kéo hợp lý. Hoặc các bạn có thể để cả nhé, vì con ếch này của mình mua hôm nay cũng là to. Mình xào để sau khi mình cắt ấy, nó không bị bé quá các bạn ạ. Nó co lại thôi, mình để cả đủ thế. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ ướp ếch nhá. Thì các bạn cho mình này, bột canh 1/2 thìa, lêm các bạn cho mình 1 thìa hạt lêm nhé, bột ngọt các bạn cho mình 1/2 thìa, và các bạn dùng cho mình dầu hào nữa và nước tương. Nước tương mình cho 1 thìa, 1 thìa nước tương các bạn. Các bạn cho mình 1 thìa dầu hào, nó thơm. Đây các bạn dầu hào đây nhé. Và không thể thiếu là nghệ các bạn nhé. Các bạn chắt lấy nước nghệ cho mình. Hạt tiêu thì sau mình cho sau các bạn nhé, vì không có khi chúng mình nấu lên ấy, sợ nó sẽ cháy. Các bạn đảo đều cái ếch này lên cho mình. Các bạn có thể chặt cái cẳng dài như của mình nhé, hoặc tùy theo nhé. Đấy, hoặc là cái cẳng ngắn như thế này, cái tỏi này. Các bạn ướp cho mình khoảng 15 phút để cho các gia vị này ngấm vào nhé. Và trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi luộc lại cái măng chua lên. Các bạn luộc cho mình măng chua lên nhé. Đây măng mình đã đem đi luộc lại các bạn nhé. Mình luộc lại để cho nó hết cái độ chua đi. Rồi sau mình nấu ăn nó sẽ đảm bảo cho sức khỏe. Sau đó các bạn vớt măng ra và mình xào. Đây khi măng đã sôi một lúc nhé, các bạn đun cho mình sôi từ 5 đến 7 phút, sau đó thì các bạn tắt bếp cho mình và mình vớt ra nhé. Các bạn cho mình chảo lên bếp này và mình sẽ cho dầu ăn vào các bạn nhé.
Khi dầu ăn nóng lên thì các bạn sẽ cho mình một phần tỏi và hành thơm nhé. Mình phi thơm tỏi và hành nhé. Và cho mình 1/2 thìa bột ngọt muối hay gọi bột canh các bạn nhé. Mình xào măng kỹ lên các bạn ạ. Sau đó thì mình cũng cho ra đĩa. Vì phần ếch chúng ta đã ướp gia vị rồi nên phần này chúng ta chỉ cần cho một chút bột canh là các bạn ạ. Mình có sợ nó xong lại mặn á. Các bạn xào cho thật căn lên. Sau đó thì mình sẽ cho ra ngoài. Đây các bạn, xin măng đã xăm như này lại rồi nhé. Các bạn cho ra ngoài cho mình. Các bạn lại cho chảo lên bếp và mình cho dầu ăn vào nhé. Dầu ăn nóng lên rồi thì các bạn lại cho mình phần tỏi nốt. Vàng thơm lên thì các bạn cho mình phần ếch vào. Ếch thì các bạn xào với lửa to nhé, để cho nó khỏi tanh và không bị tanh các bạn ạ. Đun to lửa. Các bạn xào cho ếch của mình lửa to và khi nó đã xém như này nhé, màu của nghệ đã ra đẹp rồi. Và các bạn sẽ cho mình phần măng vào. Mình đảo đều lên để cho phần măng và ếch nó hòa quyện vào nhau. Bây giờ các bạn nên nếm xem gia vị đã vừa chưa các bạn nhé. Rất ngon rồi các bạn ạ. Mình cũng cho hành lá và lá nốt vào. Các bạn cho mình quả ớt nhé. Nếu mà ai ăn cay được nhiều thì chúng ta có thể tách quả ớt ra, không có thì thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho một chút hạt tiêu vào. Các bạn đảo đều và mình tắt bếp cho ra đĩa nhé. Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong đây là một đĩa ếch xào măng chua nhé, thơm ngon nhé. Các bạn nhìn thấy đĩa ếch rất hấp dẫn nhé. Với 1kg ếch thì các bạn dùng cho mình khoảng 500g măng chua nhé. Một ít hành lá, một ít lá lốt, tỏi, bột nghệ hay là nghệ tươi các bạn nhé. Mình dùng nghệ tươi các bạn ạ. Và dầu ăn, lêm, bột ngọt và dầu hào với cả nước tương các bạn ạ. Là các bạn đã có thể làm một món này. Chúng ta gia giảm thế nào cho vừa khẩu vị với gia đình nhà chúng ta nhé. Với món này thì ai cũng thích ăn và ai cũng dễ ăn rồi. Mình làm như thế này thì kể cả nhà có con nhỏ các bạn cũng không sợ bị cay, vì khi ớt mình để cả quả như thế này, ai ăn được cay thì sẽ ăn cay, còn không có thì thì các bạn đùi ếch đây. Mình để như thế này thì cái cẳng ếch này là cả một cái đùi đấy. Rất to và ngon. Rất ngon và vừa, không tanh một chút nào. Khi chúng ta đun với lửa to như thế, ếch sẽ hết mùi tanh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé.